Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ chủ đề đừng đánh con vì không đi mua rượu. Có một câu chuyện. Tôi có một anh bạn kể rằng anh ấy có một người bạn. Một buổi tối, sau khi nhậu hết một chầu ở quán rồi về nhà, người cha bước vào nhà thấy đứa con mình đang học bài. Anh ta la lớn: "Mày đi mua rượu cho tao, bạn bè tao về nhà, hãy đi mua rượu đi." Thế là anh ta bước vào nhà sau, chuẩn bị mồi màng các thứ. Anh ta ngồi mãi vẫn chưa thấy con mình đi mua rượu về. Anh ta ra phía trước mới nói: "Tại sao mày không đi mua rượu?" Người con năn nỉ cha: "Cha ơi, ngày mai là con thi rồi, con học bài không kịp, con không thể mua rượu cho cha được, cha làm cách nào đó đi." Thế là người cha đùng đùng nổi giận, đánh đứa con của mình và bắt buộc người con xách chai đi mua rượu. Người con tức tưởi, ấm ức, vừa khóc vừa đi mua rượu. Trong mẫu chuyện này nó rất ngắn các bạn, nhưng có một bài học vô cùng lớn. Người cha phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, không thể chấp nhận được. Người ta nói rằng học để mở mang, học để làm người, ngọc càng mài càng sáng. Học là công việc suốt đời, mà trong nhiều video clip tôi từng nhắc, học để thay đổi số phận. Cũng giống như trước đây có một video clip, tỷ phú Bill Gates nói rằng đừng bỏ dở đại học. Trong câu chuyện này, người con miệt mài học tập, chuẩn bị bài cho ngày mai thi, nhưng vì thú vui rượu chè, người cha đã đánh đập con mình, buộc con mình phải đi mua rượu bia phục vụ tiệc nhậu của người của ông ta. Đây là việc làm nghiêm trọng, sai lầm, hại con mình. Thay vì ông ta đích thân đi mua rượu hoặc nhờ bạn bè của mình đi mua, phải mừng thầm, phải hạnh phúc vì con mình nó siêng học, con mình chăm chỉ học tập. Trong khi có những gia đình, cha mẹ muốn con đi học, cha mẹ rất tha thiết con mình chăm chỉ đến trường, chăm chỉ học hành để bản thân nó phát triển, bản thân nó có nghề nghiệp, bản thân nó tiến bộ. Nhưng hỡi ơi, rất nhiều gia đình giàu có, rất nhiều gia đình có đi xã hội, con cái chơi bời lêu lỏng, không chịu học, bỏ bê việc học hành, đi chơi đàn đúng, để tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ, tệ nạn xã hội. Nhưng con lại không quay về, trong khi có đứa con chăm chỉ học, siêng học, vì nó không chịu đi mua rượu lại đánh nó, buộc nó phải thực hiện theo mệnh lệnh của mình. Đây là một sai lầm nghiêm trọng trong giáo dục mà những bậc làm cha làm mẹ cần lưu ý. Đây là những thông tin kiến thức sẽ nằm trong chuỗi dạy con theo phong cách đại bàng. Có nhiều gia đình khi bạn bước vào nhà,
đập trước mắt chúng ta là một tủ rượu hoành tráng. Hàng trăm thứ rượu, chi chít toàn những thứ rượu trong nước, ngoài nước. Nhưng bên cạnh đó lại không có một tủ sách. Ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, cái điều đầu tiên là của họ, giường ngủ của họ luôn luôn có những cuốn sách. Và thời gian đọc sách của họ là rất nhiều. Vì thế dân tộc Do Thái, dân tộc Nhật Bản cực kỳ thành công, cực kỳ giàu có. Rất nhiều vĩ nhân, rất nhiều người đạt giải Nobel Hòa Bình. Và nhất rất nhiều người đã thao túng ngành tài chính, các ngành khoa học, các ngành quan trọng của thế giới. Và rất nhiều trường hợp cha mẹ còn sai lầm nữa. Cha mẹ không bao giờ đọc sách mà kêu con là phải đi học, phải siêng học. Cha mẹ cầm tới cuốn sách là ngủ rồi, làm sao con mình nó siêng học được. Họp phụ huynh cha mẹ không bao giờ đi tham dự, đóng góp cho quỹ hiếu học, đóng góp cho nhà trường là không bao giờ tham gia. Thậm chí còn nói câu, học cho lắm cũng thất nghiệp, không có việc làm. Đó là những sai lầm của bậc làm cha làm mẹ. Ở đây, chỉ phân tích qua một cái mẫu chuyện người cha đánh con bởi vì không có đi mua rượu, để phụ huynh học sinh biết rằng mình phạm những sai lầm nào, mình phạm phải những cái nhược điểm cần phải sửa. Nếu bạn thấy video clip này hay, giá trị, hãy like, đăng ký kênh YouTube, TikTok, Zalo, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram của tiến sĩ Lê Văn Tư. Chào các bạn.